Năm luật thuế được Bộ Tài chính vào tháng 8 năm ngoái đề xuất sửa cùng một lúc gồm luật thuế giá trị gia tăng VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai giải thích mục tiêu nhằm cơ cấu lại nguồn thu cho ngân sách. Bà cũng khẳng định tăng thuế VAT ít tác động đến người nghèo. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Giá cho rằng. Còn hiện nay về VAT có quan hệ đến người nghèo như thế nào ấy thì cái này cũng đang còn nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Ví dụ như là cái người ta chưa hiểu rõ thế nào là VAT, đúng không? VAT thực chất là mình thức thuế lũy thoái. Lũy thoái có nghĩa là anh càng nghèo thì càng chịu nhiều cao. Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long cũng cho biết, trong hệ thống thuế lũy thoái, thuế suất trung bình của người thu nhập cao sẽ nhỏ hơn so với người thu nhập thấp. Đến đầu năm 2018, Bộ Tài chính lại thay đổi và đề xuất sửa đổi 6 luật thuế, gồm 5 luật thuế nêu trên và sửa đổi thêm thuế xuất nhập khẩu, đồng thời đề xuất ban hành thêm thuế tài sản. Tại hội thảo, đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, gọi tắt là VEPR, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Các chuyên gia thuộc VEPR cho rằng, nếu tăng thuế VAT lên 12%, Việt Nam sẽ có thêm 240.000 người nghèo. Cùng thời điểm này, Bộ Tài chính cũng quyết định tạm thời sẽ không tăng thuế VAT lên 12% như dự kiến, mà vẫn giữ ở mức 10%. Tuy nhiên, các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất từ 0 đến 5% sẽ bị cơ cấu lại và có thể sẽ phải chịu thuế suất 10%. Có mặt tại buổi hội thảo đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cho Đài Á Châu Tự Do biết. Bộ Tài chính thì đã có nói là hiện nay thì là tạm thời không có xem xét là tăng thuế VAT. Thế nhưng mà Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thì có sử dụng mô hình tính toán và cho thấy là nếu mà tăng lên thì cái tỷ lệ người nghèo phải chi thêm so với lại tổng số chi của người nghèo thì nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái tỷ lệ tăng chi của người giàu so với tổng số chi của người giàu. Và vì vậy cho nên là họ đối chiếu với lại những các cái thu nhập của những các cái người nghèo nhất thì họ đi đến một cái dự báo là cái số người nghèo sẽ tăng lên bằng trên ấy ngàn người. Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, đây là điều báo động trước để các cơ quan nghiên cứu chính sách trước khi ban hành cần phải có sự tính toán và nghiên cứu một cách thấu đáo, chứ không nên thấy cần thu là cứ thu. Ông cũng cho rằng đây là một căn cứ rất cần được tham khảo một cách nghiêm túc. Trong 6 luật thuế mà Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên. Một số lãnh đạo chính phủ tuyên bố là vì muốn lo cho sức khỏe của dân nên mới tăng những loại thuế như thuế nước ngọt, rượu bia, thuế thuốc lá, thuế xăng dầu, v.v. Liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết. Ví dụ như bây giờ tăng thuế về nước ngọt, nước uống có ga, thuốc lá, rượu bia thì rõ ràng là sẽ làm giảm cái số người là sử dụng các cái mặt hàng đó và sẽ làm giảm cái nguy cơ là bị mắc bệnh trong khi sử dụng thuốc lá hay là uống rượu bia. Theo tôi đấy là một cái điều thực sự là hợp lý chứ không phải là không hợp lý. Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, người được Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp mời tham gia thẩm định việc sửa đổi 6 luật thuế này, cho rằng thuế thuốc lá thì nên đánh vì nó hại sức khỏe rất rõ ràng và các nước cũng vậy. Ông đưa ra ý kiến. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt đang định lên là 10%. Bộ Tài chính vẫn nêu rằng tại sao phải đưa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước ngọt lên 10% với ba mục tiêu. Thứ nhất là gì? Để hướng dẫn người tiêu dùng một cách hợp lý. Cái thứ hai là theo thông lệ quốc tế. Và vấn đề thứ ba là tăng nguồn thu ngân sách. Thì cả ba cái mục tiêu đó đưa ra thì chưa thuyết phục. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, hướng dẫn người tiêu dùng thì không nhất thiết phải dùng công cụ thuế mà có thể dán nhãn mác hoặc tuyên truyền giáo dục. Ông nói tiếp. Việt Nam có phải béo phì, tiểu đường là do nước ngọt hay không? Thế thì theo cái Tổng hội Y học Việt Nam và cái số liệu tài liệu người ta báo cáo năm 2017
thì người ta cho rằng cái việc thừa cân béo phì tiểu đường của Việt Nam do ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ăn nhiều những thức ăn động vật quá. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái lối sống không khoa học, không hợp lý. Cái nguyên nhân thứ ba là sử dụng quá nhiều rượu bia. Chứ chưa có một cái chứng minh nào để chứng minh rằng nước ngọt là tác động đến người Việt Nam. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bộ chi ngân sách và nợ công của Việt Nam đang ở mức cao, đang là một vấn đề rất là căng thẳng trong nền kinh tế. Ông giải thích. Hiện nay Việt Nam chi đến 71% tổng số chi là cho chi thường xuyên, tức là để nuôi cái bộ máy này. 24,5% là để chi cho trả nợ. Và cái số còn lại để chi cho đầu tư thì quá ít. Vì vậy cho nên là nhà nước phải tiếp tục vay nợ thêm để trang trải cái đầu tư. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long đưa ra ví dụ ở các nước châu Âu. Nếu lạm phát trên 3% mà nợ công trên 60% là báo động đen đỏ. Ông so sánh với tình hình Việt Nam hiện nay. Nhưng Việt Nam với trần nợ công là 65%, mà cái lạm phát thì thường xuyên là cũng tăng cao, và cái thứ hai bộ chi ngân sách thì cũng luôn luôn là tăng cao có 5-6%. Thế thì xu hướng là sẽ giảm tới cái bộ chi ngân sách xuống là gần 4%, 3,5-3,7%. Nhưng mà cái khả năng đó là khó. Thế thì hiện nay là trong bối cảnh hiện nay thì cái Việt Nam là coi như ngân sách luôn mất cân đối, nợ công luôn tăng cao. Chủ trương của nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Bộ Chính trị, là cái cơ quan đầu não đưa ra những thứ phương hướng, thì cho rằng trong quá trình mất cơ đối ngân sách như thế, ông phải tái cơ cấu ngân sách. Tái cơ cấu ngân sách thì tái cơ cấu cả thu và tái cơ cấu cả chi, chứ không phải ông chỉ tái cơ cấu thu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, ngoài tái cơ cấu thu chi, còn phải sử dụng ngân sách nghiêm minh, chống thất thoát, chống tham nhũng, chống lãng phí. Theo ông, tư duy của Bộ Tài chính là sửa đổi 6 luật thuế, là để tăng thuế, để tăng thu ngân sách, là nhìn nhận một cách phiến diện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Việt Nam âm mưu tăng giá xăng lên 50.000 đồng một lít. Bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng được đăng trên trang Người Việt. Nếu vài năm trước, dân chúng và cả một phần lớn trong đội ngũ công chức còn đảng còn mình bức bối vì âm mưu của nhóm lợi ích xăng dầu sẽ kích động giá xăng lên trên 20.000 đồng một lít và lao thẳng lên mốc 25.000 đồng một lít, thì đến nay, cái mốc 25.000 đồng kia chỉ còn là tương lai gần. Nhưng mối nguy hiểm mới và sâu độc là lòng tham và thói tàn bạo sẽ không dừng ở đó, mà giá xăng còn có thể được đẩy bật lên tới mức 50.000 đồng một lít. Thuế bảo vệ môi trường từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một lít. Tháng 5 năm 2018, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được Thủ tướng Phúc gật để thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt cho Chính phủ ký tờ trình cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, đã lấp ló một chiến dịch PA mới của nhóm cá mập xăng dầu nhằm âm mưu tăng thuế bảo vệ môi trường, không chỉ lên kịch khung mà còn tạo ra một cái khung cao hơn, để thêm một lần nữa chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Trước đó, chiến dịch vận động tăng giá xăng dầu đã luôn được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cùng giới quan chức chủ quản là Bộ Công Thương và cơ quan chuyên sáng tạo thuế bổ đầu dân là Bộ Tài chính triển khai từ nhiều năm qua. Đặc biệt sau thời gian Petrolimex đầu tư ồ ạt và trái ngành vào chứng khoán, bất động sản những năm 2007 và 2008 mà đã phải gánh số lỗ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Còn nay, một nữ quan chức là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, vừa thông tin cho báo chí là tại cuộc hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức năm 2017. Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright đã nhận định, nếu tính toán dựa trên mô hình ngoại tác tiêu cực và tính phi hiệu quả, với chi phí ngoại tác tiêu cực đối với xăng được lấy theo đánh giá của một tổ chức uy tín của Mỹ, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng của Việt Nam là cần phải điều chỉnh ở mức từ 10.000 đến 20.000 đồng một lít. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và Chính phủ đã đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, than đá, dung dịch HCFC, túi ni lông. Trong đó, đề xuất tăng kịch không thuế đối với xăng dầu, dung dịch HCFC và túi ni lông. Bà Hằng nói với thái độ như thể việc đã rồi. Từ đầu năm 2016 và ngay sau khi Đại hội 12 của Đảng cầm quyền thành công tốt đẹp, đã nhiều lần bộ bóc cổ, một hỗn danh mà dân gian đương đại dùng để gọi Bộ Tài chính, âm mưu đặt các vụ tăng giá xăng dầu và tăng thuế bảo vệ môi trường vào sự đã rồi.
trong năm 2016 và 2017 sau chiến dịch PA không thành công để tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít lên 8.000 đồng một lít xăng do bị dư luận phản ứng dữ dội. Dù Thứ trưởng Bộ Tài chính là Đỗ Hoàng Anh Tuấn phải phát ra một tuyên bố trở cháo về thuế bảo vệ môi trường là được lòng dân hơn, Bộ Bóc Cổ đã chuyển chiến thuật sang thu thuế, cứ phải như vặt lông vịt, vặt từ từ để vịt khỏi hét toáng lên. Tức là ngay trước mắt, đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít xăng lên kịch khung là 4.000 đồng một lít xăng, với đủ thứ lý do mà không một lý do nào trong số đó có tính thuyết phục. Những kẻ chỉ nhăm nhe tăng thuế để đầu dân chúng cũng bất chấp một khuất tất rất lớn bị công luận cũng phản ứng ghê gớm. Số tăng thu thuế bảo vệ môi trường năm 2016 gấp đến 4 lần năm 2014, nhưng chỉ có khoảng 1/3 số tiền thu được dùng vào việc bảo vệ môi trường, còn 2/3 còn lại không biết biến vào túi kẻ nào. Trong thời gian đó, tác nhân chính gây ra bão giá xăng dầu và lạm phát là Petrolimex đã âm thầm tăng dần giá xăng, từ mức giá 16.000 đến 17.000 đồng một lít vào giữa năm 2017, lên trên 20.000 đồng một lít vào đầu năm 2018, và đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến mốc 25.000 đồng một lít chỉ nội trong năm nay. Tức là cứ tăng dần dần, tăng từ từ, dân Việt dù biết bị móc túi nhưng không thể phản ứng mạnh mẽ và rồi sẽ quen dần. Nhưng 25.000 đồng một lít vẫn không phải là cái đích cuối cùng cắn xé túi quần dân chúng của Petrolimex. Ngân sách sẽ bóc cổ dân được 200.000 tỷ đồng. Một lý lẽ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại các kỳ họp Quốc hội là nếu tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng một lít xăng, ngân sách sẽ thu được thêm 15.000 tỷ đồng. Còn nếu tăng từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng một lít, ngân sách sẽ thu thêm đến 50.000 tỷ đồng. Trong thực tế, nếu chiến dịch tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít vọt lên đến 8.000 đồng một lít được tiến hành chót lọt, ngân sách trung ương sẽ đạt con số thu là 100.000 tỷ đồng hàng năm, so với hiện tại chỉ có khoảng 40.000 đến 50.000 tỷ đồng. 50.000 đến 60.000 tỷ đồng thu thêm chính là số tiền mà ngân sách đang thiếu hụt, cần phải tái cơ cấu, và do vậy thuế bảo vệ môi trường cần phải được tăng gấp 3 lần, đánh thẳng vào đầu dân, bất chấp đời sống đại đa số dân tình Việt Nam đã chuyển vào cảnh thắt lưng buộc bụng từ vài ba năm qua, và chắc chắn còn khốn quẫn hơn nhiều trong vài ba năm tới. Và lúc này, ngân sách lại đang quằn quại trong cơn khát tiền, chủ yếu để trả lương nuôi đảng. Kết thúc năm 2017, nếu không tính đến phần bán vốn tổng công ty rượu bia nước giải khát Sabeco thu được chẵn 5 tỷ đô la, tương đương với 110.000 tỷ đồng, thì kết quả thu ngân sách năm 2017 chỉ là 1.173.000 tỷ đồng, đạt 96,8% dự toán thu đầu năm 2017. Kết quả 96,8% thu ngân sách năm 2017 không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán, cũng là năm thứ ba liên tiếp thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán. Kết quả thu ngân sách về thực chất chỉ đạt 96,8% dự toán của năm 2017 là một chỉ dấu lớn cho thấy thu ngân sách năm 2018 nhiều khả năng còn tồi tệ hơn năm 2017 và có thể sẽ sụt tới 5-7% so với dự toán đầu năm 2018, nếu không tính tới phần đè đầu dân để thu thuế và bán mình. Đó chính là nguồn cơn sâu xa và chua chát về việc tại sao trong năm 2018, chính phủ phải tiếp tục đè dân thu thuế và tìm cách bán mình tại một số tập đoàn được xem là bò sữa, luôn mang lại lợi ích cho chính thể và cầm hơi cho đảng cầm quyền. Nếu thuế bảo vệ môi trường được Bộ Bóc Cổ phóng lên 10 đến 20.000 đồng một lít xăng, nhờ dựa vào ý kiến chuyên gia, ngân sách sẽ thu thêm được 150.000 đến 200.000 tỷ đồng mỗi năm. Còn Petrolimex và cơ quan chủ quản của nó là Bộ Công Thương lẫn cơ quan phối hợp của nó là Bộ Tài chính sẽ có thêm những khoản lợi nhuận khổng lồ từ tiền bóc cổ dân. Khi đó, số lãi hàng năm mà Petrolimex chia chác cho Bộ Công Thương không chỉ là 3.000 tỷ đồng như hiện nay mà chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Đó là lý do tại sao giới quan chức Bộ Tài chính đã xoay sở để có được những ý kiến ủng hộ việc tăng thuế bảo vệ môi trường từ giới chuyên gia. Kể cả những ý kiến chung chung mà có thể được xem là không có ý kiến, có nghĩa là ủng hộ. Hoặc từ những người có hơi hướng phản biện nhưng trung thành như tiến sĩ Huỳnh Thế Du. Phát biểu nếu tính toán dựa trên mô hình ngoại tác tiêu cực và tính phi hiệu quả với chi phí ngoại tác tiêu cực đối với xăng được lấy theo đánh giá của một tổ chức uy tín của Mỹ, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng của Việt Nam cần phải điều chỉnh ở mức từ 10 đến 20.000 đồng một lít của ông Huỳnh Thế Du đã bị đảng và nhà nước ta lợi dụng triệt để
và lấy làm căn cứ cốt yếu để chính phủ rất có thể sẽ quyết tăng thuế bảo vệ môi trường lên đến 20.000 đồng một lít xăng dầu. Trong đó, con bò sữa Sài Gòn phải chịu thuế nặng nề nhất. Ý đồ của nhóm cá mập cùng với giới quyền lực độc trị là rất rõ. Giá xăng sẽ không chỉ dừng ở mức 25.000 đồng một lít, mà còn có thể được phóng lên gấp đôi như thế là 50.000 đồng một lít, làm đầy hơn cái túi đã quá đầy của những kẻ bóc lột và chám vào lỗ thủng toang hoác của ngân sách để duy trì bộ máy đảng trị và hành là chính được tháng nào hay tháng đó. Ông Nguyễn Phú Trọng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất nhạy cảm. Bài viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Chiều ngày 17 tháng 6, trong cuộc gặp mặt cử tri quận Cầu Giấy sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất nhạy cảm. Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng cho hay, vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn cử tri tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để có thể hoàn thiện được luật phòng chống tham nhũng và sớm được Quốc hội thông qua. Ông Trọng cũng lặp lại phương châm trong thời gian qua, đấu tranh chống tham nhũng là không có vùng cấm, đồng thời phải coi công cuộc chống tham nhũng giống như cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, phải phát động toàn dân tham gia và phải làm quyết liệt hơn nữa để thu hồi được tài sản. Bên cạnh đó, vấn đề kê khai tài sản cũng phải quyết tâm làm và đặc biệt phải công khai kết quả. Trong khi đó, ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngày trước ngày khai mạc hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, hội nghị Trung ương 7, xuất hiện bức thư ký tên tập thể 54 đảng viên Đảng Cộng sản có tên tuổi, yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản của mình. Theo những người ký tên, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo không có vùng cấm trong chống tham nhũng lâu nay của Ngài Tổng Bí thư. Trước người ta bảo, chỉ đánh từ vai đánh xuống, bây giờ thì ngay trên đầu làm mạnh hơn, tức là Trung ương còn nghiêm hơn cả địa phương. Rõ ràng đúng như lời Tổng Bí thư nói, Trung ương cần làm gương cho địa phương và người đứng đầu Trung ương không ai khác chính là Tổng Bí thư. Tuy nhiên, ông Trọng lại hoàn toàn không phản ứng gì trước yêu cầu này.